Kính chào quý vị và các bạn. Khu vực Tây Nguyên 7 ngày tới vẫn sẽ nắng nhiều vào ban ngày, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Còn với khu vực Trung Bộ, nhiều nơi trời nắng nóng, nhiệt cao. Ngày mai, khắp khu vực từ Quảng Bình trở xuống cho tới Ninh Thuận, dự báo sẽ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ C. Có nơi nhiệt độ trên 37 độ C. Huế cũng nằm trong vùng nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Thậm chí là vào ngày thứ hai tuần sau thì nhiệt độ còn ở mức nắng nóng gay gắt 38 độ C. Vì thế nếu quý vị ghé thăm Hải Vân Quan thì quý vị nên đi vào buổi sáng, khi đó thì trời khá mát mẻ, nhiệt độ chỉ khoảng từ 25 đến 27 độ C. Hải Vân Quan được xây từ thời Trần và được trùng tu vào thời Nguyễn, năm Minh Mạng thứ 7, năm 1826. Dưới thời Nguyễn, Hải Vân Quan là một cửa ải quan trọng, là cửa ngõ vào kinh đô Huế từ phía Nam. Hải Vân Quan cũng là một di tích đặc biệt, được kết tinh bởi non nước hữu tình của bàn tay tạo hóa và sự tài hoa của người Việt xưa. Phan Thiết trong 7 ngày tới, ban ngày cũng có nắng nhiều, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất chỉ từ 33 đến 34 độ C, có gió biển thổi đều nên khá dễ chịu. Thời tiết rất lý tưởng để du khách tắm biển, lặn ngắn san hô ở Hòn Dơm và tham quan làng chài Mũi Né. Vườn quốc gia Chư Mon Ray ở Kon Tum với diện tích hơn 56.000 ha, nổi tiếng với cánh đồng cỏ lớn nhất Việt Nam. Quý vị đến đây sẽ có cơ hội tìm hiểu về nhiều loài linh trưởng sống trên các đỉnh núi cao và các loài thú sống trên cây cùng vô vàn loài chim quý hiếm. Thời tiết trong 7 ngày tới ở Kon Tum khá thuận lợi để khám phá trải nghiệm. Dự báo thì trời đều có nắng từ sáng cho tới chiều, với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng 33 độ C. Nếu như chợ Đồng Xuân là nét văn hóa của Hà Nội, thì chợ Bến Thành là một trong những nét đặc sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Chợ bán đủ các mặt hàng từ quần áo đến các món ăn mang đậm chất Nam Bộ. Quý vị có thể mua về làm quà cho bạn bè người thân khi tới đây. 7 ngày tới, thời tiết sẽ khá nắng vào buổi trưa, với nhiệt độ lên cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Quý vị nên đi chợ vào buổi sáng, khi đó thì trời dịu mát với nhiệt độ là từ 26 đến 27 độ C. Ngoài ra thì quý vị cũng nên về trước 16 giờ chiều, bởi sau thời gian này thì dễ có mưa rào xuất hiện. Mùa thu Hà Nội đã đến thật gần, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để thưởng thức một cốc cà phê trứng và một chút cốm thơm. Thời tiết lại rất chiều lòng người, khi dự báo 7 ngày tới trời có nắng vào ban ngày. Về chiều tối sẽ có mưa rào thoáng qua, tuy nhiên là sẽ rất nhanh. Nhiệt độ ngày mai hơi cao, trong ngưỡng là 34 độ C. Tuy nhiên là những ngày sau đó thì nhiệt độ phổ biến chỉ trong khoảng là từ 31 đến 33 độ C, thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi của quý vị. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.